Chào tất cả các con, hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau học môn thủ công. Các con có thích không nào? Những tiết học trước, chúng ta đã học được các chủ đề xé, dán, chủ đề gấp hình. Hôm nay, chúng ta sẽ học thêm một chủ đề nữa và đây cũng là chủ đề cuối cùng, chủ đề cắt dán. Và bài học đầu tiên là bài cắt dán hình chữ nhật. Để thực hành bài thủ công cắt dán hình chữ nhật, chúng ta cần chuẩn bị giấy màu. Các con có thể chọn một màu mà các con thích nhất. Bút chì, kéo. Bút chì và kéo là hai vật nhọn và sắc. Khi các con chỉ dùng để thực hành thủ công, không nên đùa giỡn vì rất là nguy hiểm, có thể gây đứt tay của các con đó. Và hào hồ dán, thước kẻ. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thực hành nhé. Để cắt dán hình chữ nhật, chúng ta thực hiện theo 4 bước. Bước 1, đếm số ô. Bước 2, kẻ hình chữ nhật. Bước 3, cắt hình chữ nhật. Bước 4, dán hình chữ nhật. Chúng ta cùng tiến hành thực hiện bước 1. Lấy tờ giấy thủ công, lật mặt sau, đếm cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 6 ô. Rồi các con cùng nhau thực hiện. Chúng ta thực hiện tiếp bước thứ 2, kẻ hình chữ nhật. Các con dùng bút chì và thước vẽ hình chữ nhật có cạnh dài là 8 ô, cạnh ngắn là 6 ô. Cô mời các con thực hiện. Thực hiện xong bước 2, chúng ta thực hiện tiếp bước 3. Bước 3, chúng ta tiến hành cắt hình chữ nhật. Dùng kéo, chúng ta cắt theo đường chúng ta đã vẽ. Ta được hình chữ nhật. Sau khi cắt xong hình chữ nhật, ta thực hiện bước 4, dán hình chữ nhật. Các con dùng keo, hồ dán vào các cạnh dài, cạnh ngắn của hình chữ nhật vào trong tập nháp hoặc vở thủ công nha các con. Thế là chúng ta đã thực hiện xong các bước cắt dán hình chữ nhật. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các con một số sản phẩm được cắt dán theo hình chữ nhật. Các con cùng xem nhé. Các con hãy hoàn thành sản phẩm của mình vào vở thủ công hoặc là vào trong tập nháp. Các con có thể sáng tạo tùy theo sở thích của mình. Sau đó, các con chụp lại, gửi cho thầy cô của các con cùng xem nhé. Tiết học sau, các con chuẩn bị tiếp cho cô giấy màu, keo dán, hồ và kéo các con nhé.